Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán, nhà của các chủ đầu tư gửi bán. Thì hôm nay em Ánh đang đứng trước một cái dự án thuộc phường Hà Cầu. Cụ thể là tổ dân phố Hà Trì, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Dự án mới này là thuộc Hà Trì 1, Hà Cầu mọi người nhé. Thì dự án này là gồm có tất cả là 4 căn, giá chào bán chỉ từ 2 tỷ 350 triệu đồng thôi. Và diện tích chỉ từ 31m2 đến 38m2 mọi người nhé. Xin mời mọi người hướng vào cái căn mà chuẩn bị em quay gửi tới mọi người. Mọi người có thể quan sát trước giúp em cái ngõ trước nhà đây, khoảng tầm 2m, cách cái đường ô tô đi lại khoảng 200m, cách ngã năm Hà Trì nó rơi vào khoảng tầm 300m mọi người nhé. Xin mọi người đi vào phía căn nhà cùng em. Đây chính là phía căn nhà mà em muốn gửi tới mọi người, với cái diện tích trên sổ đỏ là 31m2 và diện tích xây dựng thực tế nó rơi khoảng tầm 33m2 mọi người ạ, xây đua ra ấy. Mặt tiền của cái ngôi nhà này nó rơi vào khoảng tầm 4m5 mọi người nhá. Cửa chính, tất cả cái mặt tiền của ngôi nhà đây đều được là ốp gạch 60-60 màu đen, rất là nổi bật. Cửa chính của ngôi nhà được thiết kế là hai lớp, lớp ngoài là sắt sơn tĩnh điện màu trắng và bên trong là cửa nhôm kính. Đấy, em đang giới thiệu với mọi người cái lô nhà trong cùng nhá mọi người nhá. Cái lô trong cùng, cái giá cái lô này là cái thông số kỹ thuật là 31m2 trên sổ và cái hướng nhà là hướng Tây Nam. Ngõ trước nhà là 2m, được thiết kế và xây dựng là tổng là 4 tầng mọi người nhá. Đấy, ở đây là có cái cửa ngách mọi người ạ. Đây này, vị trí của cái căn nhà này nó gần như là trung tâm của Hà Đông rồi. Nó cách cách chợ Hà Đông nó khoảng tầm 700m, cách viện 103 bệnh viện ca Tân Triều nó rơi vào khoảng tầm 1,5 km đổ lại thôi. Rất là thuận tiện đi lại sinh hoạt chợ trường mọi người nhá. Xin mời mọi người tiến vào phía bên trong của căn nhà cùng em. Đây chính là phía phòng khách của ngôi nhà mọi người ạ. Đó, với cái căn nhà này cũng được hoàn thiện lên tới 100% rồi, chỉ việc xách đồ về và ở thôi, đầy đủ giấy tờ pháp lý hợp lệ, sổ đỏ chính chủ mọi người nhé. Hệ thống trần thạch cao, đèn led mọi người có thể quan sát đều được thiết kế và lắp đặt đầy đủ rồi. Mà giá thì rất là hợp lý, vô cùng hợp lý luôn, chỉ 2 tỷ 350 triệu đồng thôi mọi người ạ. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu nhé. Xin mời mọi người hướng vào cái phía căn phòng bếp cùng em. Đấy, đây chính là phía phòng bếp của căn nhà. Chất liệu cái tủ bếp này thì được làm bằng gỗ sồi mọi người ạ. Đây, chất liệu được làm bằng gỗ sồi đầy đủ, lắp đặt đầy đủ về vòi chậu cũng như là chậu rửa bát, đều bằng chất liệu inox 304 mọi người nhé. Xin ở phía tầng 1 của cái ngôi nhà này có một nhà vệ sinh phụ. Đây, đó mọi người có thể quan sát đầy đủ về bồn cầu cũng như là vòi rửa tay, gương, vòi xịt và hệ thống máy bơm nước tổng lên cho toàn bộ cái hệ thống 4 tầng của ngôi nhà. Đây, mặt bậc cầu thang mọi người có thể quan sát này, đều được là lát đá màu đen, đá đen Bình Định rất là đẹp. Mời mọi người hướng lên trên phía tầng 2 của cái ngôi nhà này cùng em. Đây, ở phía bên này, bên hông của ngôi nhà có cửa sổ mà hướng ra bên ngoài mọi người nhé. À, đằng sau lưng của cái ngôi nhà này nó có một cái ngõ nhỏ nữa, rất là thoáng mọi người ạ. Đây chính là phía tầng 2 của ngôi nhà mọi người ơi. Tầng 2 của ngôi nhà là có một phòng, được thiết kế là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Toàn bộ cái phòng ngủ này được lát gạch 60-60 vân trắng mây mọi người nhé. Rất là sáng cho cái căn phòng này. Và diện tích của cái phòng ngủ này nó rơi khoảng tầm 15-16m mọi người ạ. Đây là cửa sổ hướng ra phía bên ngoài, được thiết kế hai lớp, lớp ngoài là nhôm kính và bên trong là sắt sơn tĩnh điện. Toàn bộ mọi người có thể nhìn toàn bộ cái trần thạch cao được trang trí và thiết kế rất là đẹp mắt, rất là chỉn chu và tinh tế.
Hệ thống cửa thông phòng đều được làm bằng gỗ lim mọi người nha. Đặc biệt là trong cái phòng ngủ này thì là có nhà vệ sinh khép kín. Đây mọi người ơi, được thiết kế rất là đẹp, đầy đủ hệ thống sen cây, bồn cầu, gương tắm, lavabo, vòi xịt, vòi rửa. Và ở cái ở đây, ở đây chính là phần em giới thiệu mọi người để đồ lặt vặt ở trong nhà tắm rất là hợp lý. Chủ nhà tận dụng từng cái chi tiết nhỏ, từng cái diện tích nhỏ để làm sao mà đầy đủ, đáp ứng đầy đủ mọi cái công năng cho một hộ gia đình sử dụng mọi người nhé. Đấy mọi người nhìn phòng tắm này, được lát nền rất là đẹp, nền gạch 40-40, gạch như kiểu là này, cái nền gạch bông ấy mọi người ạ, rất là đẹp, rất là sang. Và cái phòng ngủ thì vô cùng rộng, cửa gỗ lim mọi người nhé, hoàn toàn bằng gỗ lim mọi người ạ. Rất là chắc chắn, toàn bộ hệ thống cửa thông phòng của ngôi nhà này đều làm bằng gỗ lim. Mời mọi người hướng lên trên phía tầng 3 cùng em. Đây này mọi người này, tất cả cái ở phía cầu thang đều có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Và toàn bộ cái mặt bậc cầu thang được ốp từ dưới tầng 1 lên tới bộ tầng 4 là đá đen Bình Định mọi người nhé. Đây chính là phía tầng 3 của ngôi nhà, phòng ngủ trên phía tầng 3 của ngôi nhà đây. Đó, ở trên này thì cái trần thành cao thì được trang trí thiết kế nó khác với lại màu bên dưới một chút. Đó, từ góc đấy mọi người quan sát đến cái góc em đứng này rất là rộng. Phòng ngủ cực kỳ rộng luôn, nó rơi khoảng tầm 16-17m chứ không phải 15-16m đâu. Tầm đấy. Đây, cửa thông phòng đây. Gỗ lim rất là nặng tay và chắc chắn. Ở cái căn phòng này thì nhà vệ sinh lại được thiết kế ra bên ngoài khác với tầng 2 một chút mọi người nhé. Đó, mời mọi người theo dõi cái nhà vệ sinh khác hơn cái tầng 2 một chút. Ở tầng 2 thì nhà vệ sinh là ở phía bên trong của cái căn phòng, còn ở đây thì là được thiết kế ở bên ngoài. Cửa ở nhà vệ sinh này cũng được cái thiết kế là có cái cửa hướng ra phía bên ngoài đây mọi người ơi, rất là thoáng trong nhà vệ sinh. Mời mọi người hướng lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà cùng em. Toàn bộ tay vịn cầu thang đều được làm bằng gỗ lim mọi người ạ. Phía tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế vô cùng hợp lý mọi người nhé. Nếu như mà quý khách hàng nào có xem cái video này của em, có thể là không mua nhà thì có thể mua đất, thì mọi người cũng có thể thiết kế cái với cái diện tích 30m thì thiết kế như thế nào cho hợp lý cho một hộ gia đình sử dụng nhá. Thì đây là một cái căn nhà mà thực sự theo em ý, thì khách hàng có thể lưu lại về nốt lại về cái thiết kế của cái căn nhà này. Đây chính là phía phòng ngủ thứ 3 của ngôi nhà với cái diện tích chỉ 31m² thôi, nhưng mà rất đầy đủ về cái phòng ngủ. 3 phòng ngủ mọi người ạ. 3 phòng ngủ rất là rộng. 3 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, phòng bếp, phòng khách. Và đặc biệt mời mọi người hướng ra phía bên ngoài này cùng em. Đó, chủ nhà thiết kế đây chính là cái căn phòng thờ cho toàn bộ ngôi nhà mọi người nhé. Rất là hợp lý và tiết kiệm cái tối đa cái diện tích của cái căn nhà, mà lại vừa có thêm một phòng ngủ mà lại có phòng thờ riêng biệt mọi người ạ. Đây chính là phía phòng thờ, rất là đầy đủ và em thấy rất là hợp lý đấy mọi người. Mọi người nếu như mà ai đang có cái thửa đất khoảng tầm 30m thì có thể nốt lại cái thiết kế theo cái gia chủ này nhá. Đây chính là phía để máy giặt và khu vực sân phơi. Đồng thời là ở khu vực này nó có một cái giếng trời mọi người ạ, để lấy ánh sáng cho khu cầu thang. Và đây chính là khu sân phơi. Với cái giá bán chỉ từ 2.350.000.000 thôi, mà vị trí gần trung tâm quận Hà Đông như thế này, thì mọi người lưu ý nhé,
Mọi người có thể lưu tâm và nếu như mà muốn biết thêm thông tin chi tiết về căn nhà thì xin vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình em ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người nhớ bấm like kênh cũng như là đăng ký kênh và nhớ ấn chuông để có thể là những người đầu tiên xem được những cái video bất động sản tiếp theo của em ánh nhá. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.